Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì đáp ứng nhu cầu comment của một bạn ở trên YouTube á, thì hôm nay mình và Thầy Thảo sẽ chia sẻ về vấn đề phong cầu phòng thủ và phong cầu tấn công. Bây giờ anh với em sẽ lớp qua lớp lại coi mình đánh trả được bao nhiêu đường cầu lớp. Okay. Nhưng mà nhớ là lớp nha. Nha. Không, không, gì hết đúng không? Không được ve nha, phải đánh cái cầu phải đủ trả về cao sâu của mình nha. Bạn sân đơn hay sao? Đúng rồi, sân đơn thôi nha. Okay. Một. Vậy là chết chưa? Thấy chưa? Rồi, thì ngày hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với các bạn về cái động tác lớp cầu đó ha. Thông thường những cái quả này nó sẽ dành cho những cái bạn quýnh đơn là nhiều. Và trong quýnh đôi thì thông thường họ sẽ là phong cầu tấn công. Hoặc là cũng có thể phòng thủ được, nhưng mà nói chung là cũng muốn đòi cũng sẽ ít thấy hơn. Yeah. Rồi, cố gắng thở đi. Đầu tiên ở cái lớp cầu chuẩn xác nhất của chúng ta là các bạn phải kết hợp vào cái phần cổ tay mình ra lực cho tốt, để cái cầu mặc dù là cầu bổng bay nhưng mà nó vẫn có một cái tốc độ để chúng ta làm khó đối phương. Thảo sẽ lớp hai kiểu, một kiểu có cổ tay và một kiểu không có cổ tay. Không cổ tay là các bạn mà mới chơi á, các bạn hay đánh quả đó lắm, các bạn sẽ nhìn được cái tốc độ cầu nó khác nhau hoàn toàn ha. Rồi, đầu tiên là đây kiểu của mấy bạn mới chơi nha. Rồi, tiếp theo là khi mình đã quýnh quen rồi, mình kết hợp được phần cổ tay vào. Các bạn có nghe thấy tiếng cầu không? Và các bạn sẽ so sánh giữa tốc độ cầu của hai bên luôn. Rồi, ở đây Thầy sẽ nói về cái phần lớp cầu chuẩn xác nhất của mình ha. Các bạn cố gắng cầm vợt dài ra nha, đừng cầm cao quá, ở đây bị dính nè. Đây mình cầm dài ra và xem cái cổ tay này như là cái chỗ điểm tựa, cái đòn bẩy của mình mượn lực, mở vai ra, vào vợt, nhanh, thả lỏng ha, nghe tiếng gió nè, không phải đập đâu nha. À. Thả lỏng toàn thân, vào vợt nhanh, dứt khoát. Mặt vợt hơi ngửa lên trên, hơi hướng lên trên để cầu nó đi bổng. Khi mà bạn vào vợt chính xác thì các bạn có thể thấy được cầu sẽ bay rất là nhanh, mà nó không bị ngoài đâu. Hoặc là nếu ngoài thì mình sẽ tự canh chỉnh lại một xíu lực tay của mình thôi. Ở cái phong cầu tấn công, nghĩa là bằng mọi cách mình đánh cái cầu mà cho nhanh nhất có thể, để mà cầu nó bay, nó chạm đất sớm nhất. Mình sẽ không lấy độ cao như bình thường, mình sẽ lấy độ cao nó không quá thấp, không quá cao, nó chỉ nằm ở mức trung bình của mình. Để làm chi? Để mình ép đối phương ra phía sau, phải dùng động tác giống như trả cầu bị bất lợi để mình tấn công, mình dứt điểm. Nghĩa là lớp cầu cũng chỉ là để cái tiền đề cho quả cầu sau thôi, chứ hiếm khi nào mà lớp cầu mà có thể mà ăn đến trực tiếp đó. Ở đây phong cầu tấn công chúng ta sẽ phải thêm một động tác, để phải bật lên để ăn được cái độ cao mà mình lớp, để mình lấy được cái thời gian nữa, cho cái cầu giống như làm nó vừa bật ngửa ra người ra phía sau luôn. Thì cái phong cầu tấn công này nó sẽ có cái ưu điểm là gì? Là làm đối phương bất ngờ. Cái nhiều khi các bạn sẽ xem, các bạn sẽ nói là trời ơi, lớp cầu thôi mà bất ngờ cái gì. Các bạn phải nhớ là ở đây là mình đang, Thảo đang dùng động tác là mình đánh đơn đi. Mình đang đánh đơn. Chúng ta có lớp, chặt, đập. Và khi Thảo bật lên, các bạn có nghĩ là Thảo đánh được đường nào không? Các bạn chỉ thấy dùng từ phản xạ thôi. Chứ bạn làm sao mà hiếm khi nào các bạn đoán trước được là Thảo sẽ chặt, Thảo sẽ đập hay Thảo sẽ lớp đó. Vô chi tiết hơn nữa là Thảo sẽ lớp chéo hay lớp thẳng, đập thẳng hay đập chéo, hay là chặt chéo chặt thẳng, hay đơn giản là Thảo chỉ lớp bình thường. Mà ở đây cái yếu tố của cái lớp cầu phờ tấn công này là gì? Làm nó không bị bất ngờ, không kịp phản xạ, nên sẽ thông thường sẽ bị gì? Bật ngửa ra. Bật ngửa ra thì chỉ có thể trả cầu lại bằng cách là ve này, hoặc là khều lưới. Chúng ta nên tận dụng tối đa sức bật của cơ thể người, mình bật cao lên để mình lấy được cái độ cao. Mình bị đối phương dồn ép ra phía sau nhiều quá, mình không thể nào mình trả cầu theo cái mình muốn được, hoặc là đối phương đã dâng lên lưới để mà canh lưới mình rồi, thì ở đây là mình sẽ làm gì? Phải chấp nhận cho đối phương tấn công, tại vì mình đang bị kẹt mà, thành ra mình phải đưa cầu qua cho đối phương tấn công. Thì bây giờ đưa cầu chúng ta không thể nào mà đưa một cách mà gọi là nó ngon cơm được, bắt buộc đối phương phải chờ đợi. Ở đây chúng ta sẽ phòng cầu bằng cách nào? Chúng ta sẽ thay vì hồi nãy Thảo nói cái độ cao là hồi nãy của phong lao đúng không? Là trung bình. Cái phong cầu phòng thủ này chúng ta phải làm sao? Phong cầu bỏng hết mức có thể nha, cũng sử dụng bằng cổ tay và mặt giờ chúng ta hướng lên hết sức có thể, cầu bỏng hết sức có thể để chi? Chúng ta có kịp thời gian chúng ta trả bộ về vị trí phòng thủ của mình để mà chuẩn bị sẵn sàng đỡ cái đòn tấn công đó, không? Và đối phương cũng phải gì? Đợi cầu rơi, không? Chúng ta càng phong bỏng bao nhiêu, cao sâu bao nhiêu ra phía sau thì đối phương phải làm gì? Đứng đợi cầu rơi vào đúng tầm để họ tấn công. Thì chúng ta trong thời gian đó chúng ta sẽ đủ thời gian để mà chúng ta quay về chuẩn bị phòng thủ được. Rồi đi dồn. Ở đây là chúng ta đang bị gì? Bị kẹt, nên thành ra là mình sẽ phải đánh cầu, bắt buộc mình đánh cầu thấp đúng không? Còn bên đây cũng vậy, chúng ta đang bị ngửa hết cái người ra rồi, bắt buộc chúng ta phải bắn cầu lên, bóng lên để chi? Khi bắn cầu bóng đến này chúng ta sẽ có kịp thời lui về phòng thủ. Cái điều gì mà sẽ giúp chúng ta phòng thủ tốt thì ở đây Thảo có cái mẹo nhỏ, các bạn cũng sẽ dễ để ý các vận động viên họ hay đánh. Nó ngược với cái phong cầu tấn công ha. Phong cầu tấn công là chúng ta phải đưa đường cầu ra khỏi cái tầm vợt đánh của đối phương, chúng ta sẽ phong ra góc, ra biên. Còn ở phong cầu phòng thủ này chúng ta sẽ cố gắng trả cầu về giữa, phải là đủ độ sâu nha, càng về cuối sân càng tốt, để tất cả những cái đường cầu mà đối phương tấn công qua đều là đường chéo. Ngoài trừ họ đập thẳng với người mình thì là đường thẳng. Còn thông thường mà khi mình đánh cầu vô giữa, họ đập ra hai biên đi, đập cầu ra hai biên đi thì đều sẽ là đường chéo. Còn ở đây nếu các bạn đưa cầu ra hai góc, họ có đủ thời gian để mà chuẩn bị một quả đập cầu đi, thì họ có hai sự lựa chọn, đó là một là đập thẳng và hai là đập chéo. Tại vì bạn phải canh thẳng nhiều hơn, tại vì đường thẳng là đường ngắn nhất, chúng ta lại phải canh thẳng nhiều hơn, nên thành ra họ sẽ có nhiều cái ý tưởng tấn công hơn. Khi mà chúng ta trả cầu vào đường thẳng ở đường lai giữa này thì đối phương có muốn đập ra hai biên này chăng nữa thì đều là đường chéo, hoặc là chúng ta họ chặt đi cũng chặt lại, coi như chặt chéo. Thành ra chúng ta sẽ có đủ thời gian để mà chúng ta phòng thủ, hoặc là chúng ta trả bộ, chúng ta đánh. Rồi bây giờ ở cái phần phong cầu tấn công đi, chúng ta cái ưu điểm là gì? Làm nó không bất ngờ, tạo cái sự đột biến trong cái pha đánh để mình tạo tiền đề mình dứt điểm. Vậy còn cái nhược điểm là gì? Nếu mà đối phương bên kia có sải tay tốt, sức bật tốt, họ không bị bất ngờ thì sao? Họ bật qua, họ đập luôn, họ tấn công ngược lại mình. Lúc đó chính mình mới là người đang bị động lại. Thì thông thường là quả phong la này sẽ ở trong cái phần quýnh đơn nè, hoặc là quýnh đôi nam nữ. Dạ đúng rồi. Để chúng ta tìm được cái người nữ đang đứng ở đâu, ép nữ ra phía sau luôn. Đó. Rồi cái thứ hai ở đây phòng thủ đi, thì cái ưu điểm là gì? Chúng ta sẽ hóa giải được cái đòn tấn công của họ. Họ đang ép mình ra phía sau để họ tấn công vòng vòng để dứt điểm đúng không? Dạ. Mình bắn cầu bóng lên hết lên được, thì bắt đầu là họ sẽ phải đợi cầu rớt xuống, rồi trong thời gian đó mình sẽ bắt đầu mình trả bộ về để mà mình về giữa để mình phòng thủ đó. Rồi hoặc là giống như là kiểu như Thảo nói, chúng ta nên đưa cầu về giữa sân của đối phương để mọi đường cầu họ đánh qua đều là đường chéo đó, để mà chúng ta có thời gian mình trả cầu ấy. Rồi còn cái nhược điểm là gì? Nếu mà em cầu phòng thủ hoài thì chứng tỏ là em tập luyện chưa tốt, nghĩa là em chỉ có thể đánh đường cầu đó hoài, thì giống như em là cá nằm trên thớt vậy. Lúc nào em cũng phải là đưa mặt ra cho người ta đập, người ta tấn công, rồi em đâu thế nào trả đường cầu khác đâu, đúng không? Thì ở đây mình sẽ phải kết hợp nhuần nhuyễn được cái giữa tấn công thì cái phòng thủ, rồi cái cơ bản không phải là phòng thủ hoài. Chúng ta thấy là gì? Chặt lại, đúng rồi, đường khó chặt lại, chúng ta đánh gài tì đè lại, chứ không phải là cũng đưa lên cho người ta đập, đưa lên cho người ta chặt đó. Thì chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn được cái đó thì các bạn sẽ thi đấu rất là hiệu quả. Thảo muốn nói một vấn đề đó là có những động tác chúng ta phải đánh như một. Ở đây quý vị là có lớp, chặt, đập, mà cái động tác ra vợt của bạn mà như một thì các bạn sẽ gây sự rất là khó chịu cho đối phương. Họ có nhiều, mình hay dùng từ dân dã đánh mà giấu vợt, đúng rồi, giấu tay giấu vợt. Thì ở đây chúng ta khi luyện được ba động tác đó như một rồi, từ một động tác bật lên hoặc là động tác ra tay như thế nào đó, thì bạn sẽ tạo được sự bất ngờ và sức ép mà làm cái nó ngập thở luôn. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công cả quả phong cầu tấn công và quả phong cầu phòng thủ luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.